Yo, đây là con Minota X700 và hôm nay là mùng mùng 5 rồi á. Và mình nghĩ là Crop Lab nó hoạt động trở lại để đi chán cuộc phim này á. Xong mình chạy ra mình nhận ra thông báo là tới mùng 6 mới có hoạt động lại. Tức là ngày mai, thứ 6 cho đi đầu Crop Lab nó hoạt động lại mới nhận chán phim. Mình biết là có những cái lab ngoài kia đã mở trong dịp Tết rồi, mở từ mùng 2, mùng 3 rồi. Nhưng mỗi tội cái cuộn phim của mình đang có ở đây á là cuộn Vision 3500T của Crop Lab luôn. Đây là cuộn mua combo chán cộng phim cộng chán á, cho nên là chỉ có chán ở Crop Lab thì mình sẽ được free cái tiền chán luôn. Nhưng mà bây giờ chưa có hai chán nào đâu, cỡ ngày mai bắt đầu mới có hai chán được, mình phải tranh thủ mình tới sớm để có hình sớm nhất có thể ha. Tiếc thiệt, có nghĩa là hôm nay mình sẽ không có hình được con này rồi, không gửi được con này rồi. Mà mình cũng mặc dù rất là nôn hình đó nhưng mà cảm thấy hơi phí nếu mà đi gửi ở lab khác, đành phải chờ tiếp vậy. Hôm nay cũng là tiện thể mình sẽ ra ngoài đi gửi một con máy phim cho bạn ở Tây Ninh. Mình cũng ra nhà xe để gửi đi ha. Tại vì hiện tại thì các bên vận chuyển dịch vụ vẫn chưa hoạt động trở lại nữa. Dịp Tết cái kéo thì mọi thứ chỉ trệ lại quá ha. Để mình kiểm tra thông tin lại một tí. Gửi con Nikomat FTN hôm trước mà mình có làm clip á, thì sẽ gửi đến bến xe Tây Ninh. Nơi mà để an toàn chắc là mình sẽ ghi thông tin dán lên đây ha. Tại mình cũng không phải là chuyên bán hàng cho lắm, cho nên là mấy cái việc mà vận chuyển với lại làm cho nó quy chuẩn mình chưa rành đâu, nên chắc là ta là tự xử hết à. Không, mình nghĩ lại rồi á, cuộn phim mà chưa chán á thì rất là dễ bị thất lạc ha. Tốt nhất á, nên cất vào một nơi an toàn, ví dụ một hộp chuyên đựng phim như thế này này đấy, cực kỳ an toàn luôn ha. Theo bạn đó nhắn là mình chỉ cần đến nhà xe ở đường Đào Duy Từ quận 10. Ok, mà chắc mình sẽ kiếm một cà phê nào đó quận 10, quận 5 gì đó rồi edit clip với lại còn chơi chơi thôi. Ok, cùng theo dõi một ngày của mình ha. Không mặc ngược ha. Shit, cáp này đi bị ngược rồi. Giờ đủ được trang bị rồi, ra đường thôi. Không muốn 2023 mà xuất hiện trên clip là phải da đen thui, da ngăm đen, rồi phải đi chỉnh màu lại video nữa, lười lắm, cho nên là có dưỡng da kỹ một xíu ha. Ok, tóc tai cũng đàng hoàng lại, đỡ bù xù như kiểu lúc mới ngủ dậy nữa. Tại vì Tết đó mình ngủ dậy rất là trễ, tới khi mà tầm trưa luôn rồi. Có lỗi quá, tại vì các bạn mua máy phim của mình là bạn đã gửi tiền hết rồi đó, mà bây giờ mình bắt đầu mới thức dậy, tầm trưa bắt đầu mình đi gửi máy. Nếu bạn coi được clip này thì cho mình gửi lời xin lỗi nha. Ok, mình đã gửi xe, gửi đồ trong cho xe đi lên rồi. Để ngắm cảnh đường phố Sài Gòn tí xíu nha. Siêu vắng luôn. Wow, vắng thiệt sự. Thank you.
này mà để edit video rất là hợp luôn á. Hiện tại thì quán cũng đông á, cho nên cũng không dám mở to vậy mà còn bán gì được. Thật ra thì dự định của mình đó là hết Tết để kiếm thêm một con máy kèm số wireless, kiểu như là nó nhỏ gọn hơn, chứ không con này sẽ làm workhorse thôi, con này chỉ để làm việc thôi, chứ không để làm nghiêm túc, để mà làm đi chơi hoặc là đơn giản á mình sẽ kiếm mấy con nhỏ nhỏ. Tại vì trước Tết á mình đã bán cái con Sony ZV1 á, mình cực kỳ hối hận luôn, giờ mua lại thì cũng hơi chỗ đấy cũng thích lắm, nên là mình sẽ mua con khác trải nghiệm một thời gian nếu không thích thì bán tiếp, thì có thể là Fujifilm, có thể là Canon gì đó, nhưng mà chưa biết nữa. Qua tới thì nhiều lựa chọn. Ok, nếu không mày tới đây thôi nha, cảm ơn các bạn.